Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết là đã khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container ở Anh về tội tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc là ở lại nước ngoài trái phép. Các đối tượng gồm Trần Đình Trường, sinh năm 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Thúy Hòa, sinh năm 1984, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Quốc Thành, sinh năm 1994, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ; Lê Văn Huệ, sinh năm 1967, tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Võ Văn Hồ, sinh năm 1952, trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; và Võ Văn Kỳ, sinh năm 1962, trước khi bị bắt là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cũng đã đồng thời ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo truy nã quốc tế đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh năm 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại thành phố Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc. Bước đầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh xác định các đối tượng liên quan đến vụ án đã nhận hồ sơ làm thủ tục cho 67 công nhân Việt Nam đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, các làng quê tại Bắc Giang đã được khoác lên mình một tấm áo mới với cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, thu nhập của người dân tăng cao, đem lại sự hài lòng cho người dân. Và trong đó thì việc thu hút các doanh nghiệp về đầu tư các khu công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng bậc nhất. Nếu như trước đây thu nhập của người dân trồng lúa chỉ vài triệu mỗi năm, thì nay mỗi tháng người dân làm tại các khu công nghiệp cũng có mức thu nhập ổn định tới 7 đến 8 triệu đồng một tháng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Khi chưa có công nghiệp về làng, anh Thiện phải vào Hà Tĩnh để làm ăn. Còn hiện tại, nơi làm việc chỉ cách nhà anh 2 cây số. Ngồi may, đứng máy là những công việc hàng ngày của anh Thiện tại cụm công nghiệp Đoan Bái. Với mức lương từ 7 cho đến 8 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống của gia đình anh và người dân xung quanh đã được cải thiện đáng kể. Nói chung là có mức thu nhập ổn định thì làm cũng bớt phần nào lo về kinh tế, tại vì cũng được ổn định hơn. Ngày xưa thì chỉ làm ruộng, thu nhập không ổn định, chỉ độ tầm 1-2 triệu. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì công ty về đây xây dựng cũng mức thu nhập cũng khá, như lương ổn định của mình là cũng hơn 9 triệu một tháng. Còn với gia đình ông Thụy tại xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, trước đây mọi nguồn thu nhập chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Sau khi ruộng được thu hồi để làm cụm công nghiệp, gia đình ông đã chuyển sang kinh doanh dịch vụ phòng trọ. Mỗi năm ông thu về gần 100 triệu đồng. Ngày xưa chưa công nghiệp về thì nói chung là dân là sáng trưa tối là đi cuốc bẫm cày trâu rồi, lăn lộn như vậy là với đồng ruộng. Thế nhưng khi công nghiệp về thì ra là con em là được vào các công ty, doanh nghiệp. Có công nghiệp thì có công nhân thì lại có xây dựng được một cái số nhà trọ để có cái nguồn thu nhập lớn về cái vấn đề nhà trọ. Huyện Việt Yên và huyện Hiệp Hòa đang có nhiều khu cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, như cụm công nghiệp Đình Chám khoảng 100 hectare, cụm công nghiệp Vân Trung khoảng 9 hectare, cụm công nghiệp Hoàng Mai 17 hectare, cụm công nghiệp Đoan Bái. Các cụm công nghiệp này thu hút hàng chục nghìn lao động của địa phương. Các cái doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đi vào hoạt động vừa qua đã tạo công ăn việc làm cho hơn 20.000 lao động trên địa bàn huyện và thu hút cả lao động của các địa phương khác đến Hiệp Hòa làm việc. Theo lãnh đạo của địa phương, thời gian đầu khi thu hồi đất làm khu cụm công nghiệp thì người dân phản ứng vì thu hồi hết đất trồng lúa. Tuy nhiên sau nhiều năm công nghiệp phát triển, diện mạo làng quê và đời sống của bà con đã thay đổi hoàn toàn. Mức thu nhập bình quân có nơi đã tăng lên 45 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Các khu cụm công nghiệp về địa phương thì cái tỷ lệ hộ nghèo thì đã giảm dần. Trước đây là 7,24%. Thì từ năm 2015 đấy thì cho đến nay 2019 thì chỉ còn 2,9%. Xác định việc phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ là giải pháp xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Hiệp Hòa đang lên kế hoạch xây dựng thêm 5 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp mới. Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có hơn 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và thuộc top đầu của khu vực miền núi phía Bắc trong xây dựng nông thôn mới.